con này giống ICP đúng rồi. Mấy con này không, mấy con này chỉ là một cái trend ngắn hạn thôi. Giống như lâu lâu các bạn nhìn ở ngoài xã hội, các bạn thấy tự nhiên có cái trend trà sữa đường đen đúng không, rồi cái gì bò ba ngon nó mọc lên, thời gian xong rụng mẹ nó hết à. Trong ngắn hạn có nhiều người ta đầu tư tiền vô làm đi, làm xong thời gian xong tự nhiên nó bão hòa, thì những con này cái dạng như vậy á. Mở công ty cũng như vậy luôn á. Ở đây chắc nhiều anh chị thành lập công ty, các bạn thành lập công ty, các bạn muốn cái công ty các bạn gọi là được, công ty các bạn được gọi là có giá trị và sống thọ được, là sống được á, sức khỏe khỏe đó, phải tối thiểu trụ được qua 3 năm. Chứ còn mở ra trong 6 tháng thấy lợi nhuận ngon quá này nọ, đừng có vui, chết đó. Lý Thuyết Đao nó nói trong một cái đợt ăn mà ăn mạnh mẽ quá thì lúc mà nó điều chỉnh 2%, còn thà lên chút gặp khó khăn xuống sửa lỗi, lên chút gặp khó khăn xuống sửa lỗi, lên chút gặp người ta làm khó sửa lỗi đúng không, lên dần dần vậy lại bền vững. Còn mới mở công ty ra 6 tháng đầu năm nó ít mẹ, nó ít 5 ít 10 tài khoản là ngon quá, chết liền đó. Bảo đảm có thằng nó tới nó kiếm chuyện, xã hội đen, xã hội đỏ, thuế rồi vân vân may may, thằng khác nó mở cạnh tranh nó quất là bạn lại liền. Lúc đó cái nhịp sóng điều chỉnh này rất là lớn. Okay, thì những cái chạc cũng như vậy á. Cái này gọi là không bền vững. Trong ngắn hạn nó có cái trend nào đó làm con này lên ít 5 ít 10, không có ham, cũng không có ham cái chuyện này. Thật. Thà dùng tiền đó nhảy vô Marine BGC xong mình lụm tiền. Có tiền tìm mấy cái chạc nào mà spot hay là chứng khoán ngon á. Chứng khoán này phải coi vĩ mô nữa. Ngon nhảy vô khảy vô múc cái đó, xong thả đó. Một khi các bạn qua được cái bước mà rút tiền Marine trong ngắn hạn rồi á thì lúc đó tỷ lệ mà các bạn vận hành được cái lãi kép rất là ngon, chỉ còn là cái việc bắt ai vô làm thôi. Nhảy vô khảy vô spot, nhảy vô bỏ vô spot nó kinh khủng lắm, các nó tạo ra cái sức mạnh lãi suất kép. Các bạn đọc học đọc lãi suất kép rồi đúng không, các bạn thấy cái lãi suất kép nó bứt lên kinh khủng lắm, nó bứt cái tài sản các bạn lên, mà những cái mà trước giờ chúng ta mất á tự nhiên thời gian sau chúng ta lấy là chẳng những lấy lại mà còn dư luôn á, mà chúng ta ngạc nhiên chúng ta không hiểu tại sao chúng ta lấy lại được cái khoản này nhanh lắm như vậy. Nó cũng giống như cái việc là chúng ta đi huy động vốn, chúng ta làm cái gì đó, chúng ta cầm tiền, chúng ta không hiểu tại sao tiền chúng ta bay màu nhanh đến như vậy, là do chúng ta đang vận dụng lãi suất kép ngược đó. Chúng ta có một cái buổi zoom nói về lãi suất kép như bên channel học viên có, chịu khó tìm lại thấy chưa. Con đót chơi con đót khá ngon, con nào cũng như vậy, các bạn phải nhìn vô cái phân tích kỹ thuật chuẩn hay đánh ha. Rồi thầy có nhắc đến phải đợi Trung Quốc mở cửa. Thật sự em không hiểu mối liên quan giữa Trung Quốc ảnh hưởng thế nào đến giá coin. À, xin thầy nói rõ về về mối liên quan, hình dung như thế này nè. Các bạn có thấy á, cái thị trường crypto á, mỗi lần thằng Fed mà nó phát biểu, nó nói lạm phát cao quá, tao phải tăng lãi suất lạm phát cao quá không ổn, lãi suất bắt buộc phải tăng. Thì các bạn thấy là giá nó lên hay xuống? Giá lên hay xuống nè, crypto nè đúng chưa, rồi gì nữa, bị lạm phát đúng không, crypto nó đang bị ảnh hưởng bởi cái thằng lạm phát mà nó tăng cao, lạm phát mà tăng cao thì thằng Fed đó nó tăng lãi suất. Nếu như mà chỉ số lạm phát nó giảm, thằng Fed nó sẽ không cần phải tăng lãi suất, thì lúc đó crypto nó lên đúng không ạ. Vậy thì các bạn nhìn yếu tố nào làm cho lạm phát nó tăng cao, chúng ta được học là gì, lạm phát bằng tụi nó đo đo lường cái thước đo lạm phát là bằng gì, bằng CPI trước trừ cho CPI, CPI hiện tại nè trừ cho CPI trước. Chúng ta bóc tách từ từ xem về vĩ mô của nó như thế nào đúng không. Vậy muốn nếu như muốn lạm phát nó giảm thì cái chỉ số CPI hiện tại, ví dụ CPI hiện tại chỉ số CPI trước đó nó đang là 5, mà nếu như muốn cái con số lạm phát giảm thì sao, thằng này phải là 4, hiện tại 4 trước đó 5 thì lạm phát nó đi xuống, nhưng hiện tại mà là 6 trước đó 5 thì lạm phát nó tăng. Lạm phát tăng thằng Fed nó sẽ tăng lãi suất tiếp, tăng lãi suất thì crypto cắm mỏ, chứng khoán cắm mỏ tiếp. Vậy cái vấn đề chính nó nằm ở cái chỗ thằng lạm phát và thằng CPI. Vậy nếu như mà CPI trước đó là 5, CPI hiện giờ nó phải là giảm, nó phải là 4 thì thằng lạm phát nó mới đi xuống.
lạm phát nó đi xuống thì thằng ripple nó mới có cơ hội lên, chứng khoán mới lên, đúng không? Đó là cái mối tuần hoàn chúng ta bóc tách được. Cần Fed thì nó coi như lạm phát, mà muốn đo lạm phát thì nó dùng CPI. Vậy CPI nó là cái gì? CPI nó là cái một rổ hàng hóa, nó đo lường cái sự tăng giá của một cái rổ hàng hóa mà người dân hay dùng nhất, nhà sản mấy cái công ty sản xuất nó hay dùng nhất, ví dụ như xăng, nhiên liệu, đúng không? Mọi thứ gạo, mắm muối gì đó là đối với người dân. Vậy muốn vậy cái mối liên hệ nào giữa Trung Quốc với cái câu chuyện là giá cả nó tăng, đúng không? CPI là giá cả. Trung Quốc nó là công xưởng của thế giới, nó là công xưởng thế giới, ở ngoài đó nhân công giá rẻ, đúng không? Nhân công giá rẻ và dồi dào nữa, công xưởng của thế giới. Nhưng bây giờ nó chơi cái chính sách zero covid, các cái công ty người ta không thể nào mà có nhiều hàng hóa được nữa, bây giờ đâu có thằng nào sản xuất giá rẻ đâu, người ta bắt buộc người ta đẩy giá lên, tăng giá lên. Chẳng những tăng giá lên rồi mà còn không có hàng để bán luôn á, chứ đừng nói tăng giá, tại vì đâu có sản xuất ra được đâu, cho nên hàng hóa khan hiếm. Mà một khi hàng hóa khan hiếm rồi á là giá cả nó tăng. Ví dụ chúng ta Việt Nam chúng ta nhập hàng của Trung Quốc rất là nhiều, phụ thuộc vào hàng Trung Quốc rất là nhiều. Các bạn nhìn xung quanh cái căn phòng hiện giờ các bạn đang ngồi, các bạn nghe Zoom thôi, các bạn nhìn xung quanh căn phòng các bạn, bao nhiêu cái sản phẩm đang là made in China và sản xuất tại China và là của Trung Quốc luôn đó, chứ không phải là công ty khác mà nhờ Trung Quốc gia công. Các bạn nhìn xung quanh đi, chúng ta lệ thuộc vào hàng Trung Quốc rất nhiều. Nhưng bây giờ những cái mà chúng ta đang cần dùng là phải dùng hàng Trung Quốc giá rẻ, nhưng bây giờ không có hàng đó. Việt Nam nó có nhưng giá Việt Nam cạnh tranh hơn, Thái Lan nó có giá Thái Lan cao hơn, chúng ta vẫn phải mua. Cho nên nó làm cho cái giá nó tăng lên, làm cái CPI này nó tăng lên, CPI tăng là lạm phát tăng thằng Fed nó tăng lãi suất, thị trường nó đi xuống lại. Đó là cái mối liên hệ. Nhưng một khi thằng Trung Quốc nó mở cửa thì lúc đó rất là nhiều cái doanh nghiệp mà ta ăn mừng lắm, người ta đẩy vô đầu tư bên đó để sản xuất ra hàng giá rẻ, hàng giá rẻ thì mới bán ra thị trường giá rẻ được, giá cạnh tranh được. Và lúc đó hàng Trung Quốc nó lại tràn vô Việt Nam, tràn vô Lào, tràn vô Campuchia, và giá Trung Quốc nó lại cạnh tranh với những cái mặt hàng này, nó làm cho doanh nghiệp trong nước nó bị mất ưu thế, nó làm cho giá rẻ xuống rất nhiều. Giá rẻ xuống thì CPI hiện tại nó giảm xuống nè, CPI giảm thì lạm phát giảm, được không? Đó là cái mối tương quan giữa Trung Quốc nó mở cửa hay không, rất là quan trọng đó. Trung Quốc không những thế mạnh của nó về sản xuất hàng hóa mà nó vẫn đang muốn xây dựng một cái con đường tơ lụa, có nghĩa là logistics á. Không tin ở đây anh chị nào mà làm kinh doanh online, các bạn đặt mua một cái sản phẩm từ Alibaba, Alipay á, từ Alipay, các bạn thấy rất là bất ngờ. Ví dụ tôi cho các bạn xem, mua 11 món nha, 11 món chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam rất là lâu mà mất có bao nhiêu tiền à? Đây, cho các bạn xem. Bên Zalo không có search được cái cần ở đây nè. Đây, mua 11 món free ship luôn. Tôi chụp cho các bạn xem. Thằng Trung Quốc nó làm cái điều rất là kinh khủng mà Việt Nam chúng ta không làm được, và là chưa làm được. Nó không làm được thì nó nhục quá, nó chưa làm được. Anh coi nha. Ví dụ bạn tôi mua một cái sản phẩm, Việt Nam chúng ta hay nhập những cái hàng của nước ngoài cực kỳ rẻ, mấy cái kẹp cóc, kẹp nơ mà có 17.000 đồng, mua 11 món nha, mỗi món mua một cái chơi gì đó, có cái 11.000, 15.000, mua 11 món mà các bạn biết á, tổng cộng 178k mà free ship, gửi từ Trung Quốc về đây free ship. Có nghĩa là Trung Quốc nó đã tạo được một điều thành công của nó là công xưởng của thế giới, công xưởng sản xuất giá rẻ của thế giới, fast best seller luôn của thế giới rồi. Bây giờ nó làm thêm một cái nữa là logistics của nó rẻ nhất của thế giới luôn, đúng không? Logistics của nó rẻ nhất luôn nè. Vậy hàng nó giá rẻ mà còn free ship nữa, ông nội nào cạnh tranh lại được? Vậy thì cả thế giới lại thuộc hàng hóa vào nó. Thằng Mỹ nó nắm đô la, thằng Nga nó nắm dầu khí,
Thằng Trung Quốc nó nắm công xưởng thế giới và con đường tơ lụa logistics. Việt Nam chúng ta rất là dở. Các bạn hay ăn khuya giống như tôi á, các bạn mà mua một cái con bún bò hay cái gì á, các bạn ship về á, bún bò 30.000 mà bà mẹ nó cần ship nó hết 35.000 rồi. Nhưng nếu như mà có một cái cơ chế chính sách dành cho logistics mà hạ cái cần ship đó như bên Trung Quốc á, cái cần ship cực kỳ rẻ, chính phủ các nước nó đầu tư cho, nó đầu tư hỗ trợ cái đó, thì lúc đó người dân mua rất là nhiều, mà người dân giao thương nhiều, giao thương nhiều nền kinh tế nó đi lên. Tại vì thu nhập của người này, cái việc chi tiêu của người này là thu nhập của người khác. Các bạn chi tiêu là các bạn đã tạo thu nhập cho người khác. Cho nên cái logistics này tương lai của Việt Nam rất là tiềm năng, nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ mấy chú mấy bác bên kia có nhìn thấy và làm hay không. Thay vì bỏ vô mấy ngàn tỷ để đi đầu tư này chi nọ, không cần. Giảm thuế cho tụi nó, tài trợ tiền cho tụi nó để tụi nó làm được cái logistics này. Hàng hóa chúng ta tự động cạnh tranh. Hàng hóa thằng này nó vừa rẻ mà vừa phi ship nữa, ông nội ai cạnh tranh lại nó. Các bạn nghĩ với một cái lượng hàng Trung Quốc nó sản xuất cỡ này nha, nó đẩy về Việt Nam sao cạnh tranh lại với nó. Doanh nghiệp Việt Nam chết, doanh nghiệp Việt Nam gãy, đúng không? Không cạnh tranh được. Chưa kể tôi cho các bạn coi cái này nè, những chú đại bi. Hồi đó tôi có lắm cái hàng này vui lắm. Hồi đó các bạn biết cái chiếc nhẫn chú đại bi này, các bạn biết bên ở bên Trung Quốc Amazon đó, hay là Shopee nhưng mà Trung Quốc Alipay, Alibaba đó, nó bán cái này một chiếc bao nhiêu các bạn biết không? Ở đây bây giờ là giá Shopee nó đang bán 28.000 đồng đúng không? Các bạn biết ở trên mạng hồi đó nó chạy quảng cáo trên Facebook á, nó nói là cái nhẫn này nè được trì chú, được thầy nó trì chú, nó bán 350. Các bạn không nghe lầm đâu, chú đại bi 350k, con nghĩ là bây giờ nhiều khi vẫn còn ấy. Đây nè, Sendo còn bán cái chú đại bi được chị chú cái quần gì đó 304.000 đồng, 304.000 đồng. Các bạn biết đặt ở trên shop, đặt ở trên trang bán của thằng Alibaba hay là Alipay á, các bạn biết là 5.000 chiếc là bao nhiêu không? Nếu các bạn đặt số lượng 10.000 chiếc á, giá mỗi chiếc á là 80.000 đồng, 80 đồng, 80 đến 120 đồng, có nghĩa là không tới 200 đồng Việt Nam nữa đó, không tới 200 đồng Việt Nam á. Các bạn đặt 5.000 chiếc, tại vì cái tụi mà đánh hàng rồi đó nó đặt 10.000 chiếc, nó về nó phân phối lại cho mấy anh này, nó livestream nó bán 304.000 đồng, cho nó bán 300.000 đi, nó nói bây giờ 100 người đầu tiên xe cái clip này tát 2 người bạn vô tôi tặng miễn phí cái chiếc nhẫn này. Lúc đó các bạn nhìn vô cái giá trị của thằng 300 này, trời, nó cặn 300.000, chiếc đó giá trị 300.000, like share dạ gì không, mình được mà mình đâu mất đâu, nó free cho mình 300. Xong rồi các bạn nhắn cho nó cái địa chỉ, nó giao chiếc nhẫn này cho bạn, cái giá gốc của nó nếu mà tính giá nhập của nó chỉ có không tới 200 đồng. Nhưng mà các bạn biết không, nó như vậy nè, nó tặng cho bạn chiếc nhẫn 300k đúng không, tặng nhẫn 300k đúng không ạ, vốn là 120 đồng đúng không, nó cộng tiền phí ship á là 20, nó kê lên 20.000 đồng, nó kê lên 30.000 đồng hoặc là 225.000 đồng, nó vẫn lời. Có nghĩa là đặt cái khu vực của nó bán, nó giúp nó lia nhẫn luôn mà mọi người đi like xe cho nó, vốn nó đâu có nhiều đâu, nó nhập số lượng lớn, nó quăng lại cho mấy thằng kia rồi gì chú vậy các kiểu nhiều. Cho nên cái thằng nhìn chung, cái thằng Trung Quốc đó là một cái thằng mà nó cạnh tranh hàng hóa rất là ngon, nhưng một khi mà nó đã đóng cửa rồi thì cả nước đau đau với nó, cả thế giới đau đau với nó, mệt nó lắm. Nhưng một khi mà nó giao thương nó mở lại rồi nha, là rất là ngon, người dân qua đó đánh hàng, giá cả cạnh tranh, nó sẽ kéo cái nguồn hàng dồi dào, nó sẽ kéo cái CPI đi xuống, ok chưa? Đó. Hoàn phát thầy chùa tặng người hữu duyên chứ không mua, cái kiểu đó đó, đúng rồi, nhiều lắm các bạn. Cho nên tôi đi đánh hàng Trung Quốc lâu rồi, tôi nhìn cái đó biết rồi, nhìn mấy này hài lắm, toàn là trò mượn thần mượn Phật bán rồi. Vậy là Trung Quốc đang cố tình để Covid, cũng có khả năng đúng, chính xác, tại vì nó cần phải nắm cái vấn đề ở chỗ là cái nhịp của các bạn hình dung nè,
Chúng ta có ở đây là Mỹ, tức là Fed, Trung Quốc. Cái lúc mà Covid á, thằng Mỹ á, nó in ra tiền rất là nhiều, nó làm một cái lượng tiền khổng lồ, nó in ra chỗ này, thì lúc đó rất là nhiều doanh nghiệp Mỹ người ta có tiền, người ta được hỗ trợ tiền, người ta đi mua, đi thâu tóm những cái nơi, những cái tài nguyên giá trị của tất cả các quốc gia khác, là tại vì cái đồng đô la nó đang có thanh khoản cả thế giới toàn cầu, cho nên mấy thằng này nó ôm cái tiền này, nó đi mua, nó thấy Trung Quốc có đồ ngon nó mua, nó thấy doanh nghiệp Trung Quốc ngon nó thâu tóm, nó thấy Việt Nam ngon nó thâu tóm, ok chưa? Chính vì như vậy cho nên có những cái chính sách như Việt Nam chúng ta không phải là chúng ta không cần tiền, mà là sợ không dám mở cửa cho dòng tiền đi vào là như vậy. Bởi vì mở cửa dòng tiền đi vào thì thế giới nó có rất là nhiều thằng giàu nó vô, nó khâu cấm hết, nó sẵn sàng nó đạp chết Vingroup, nó sẵn sàng nó đạp chết Masan Novaland để nó khâu cấm và nó nắm quyền kiểm soát, nó sau đó nó búp lên lại. Cho nên có những cái quy luật chính sách hạn chế. Tại vì khi mà thằng Mỹ nó tăng lãi suất á, thì lúc đó tất cả thế giới đang bị khả năng là cướp tiền, cướp tài nguyên, cướp tài sản đi. Thằng Trung Quốc các bạn biết làm gì không? Thằng Mỹ nó tăng lãi suất là tiền nó rẻ, đúng không ạ? Thằng Trung Quốc nó nói bây giờ tao không bán cái hàng cho mày, mày có nhiều tiền nhưng mà tao cho mày in bao nhiêu tiền in gì đó, bây giờ tiền mày tràn lan đúng không, tiền mất giá, tao không lấy hàng tao để đổi tiền của mày. Zero Covid, bế quan tỏa cảng, đóng cửa. Sau đó thằng này nó tăng lãi suất lên nhiều quá rồi, lên nhiều quá rồi. Tăng lãi suất thì nó làm cho lạm phát, giá cả gia tăng, đúng không? Tăng lãi suất nó làm cho nhiều tiền quá thì bây giờ anh không mua thì thằng khác cũng có tiền mua à. Thậm chí nó còn mua giá cao hơn nữa. Nó làm cho giá cả gia tăng. Bây giờ thằng Trung Quốc nó nói tao giúp mày thêm vé nữa. Mày muốn chơi đúng không? Tao chơi mày thêm vé nữa. Tao lóc hàng lại. Bây giờ mày tăng lãi suất là chúng ta học là cái gì? Lạm phát là phụ thuộc vào hai yếu tố, một là sốc cung, hai là sốc cầu. Thằng Fed nó chơi, nó bơm tiền ra, nó tăng cái lượng cung tiền ra, nó làm cho sốc cung giá lạm phát, làm cho lạm phát tăng cao. Thằng Trung Quốc nó giúp nó thêm vé nữa, nó khóa hàng lại luôn, nó làm cho hàng hóa không có nhiều nữa, nó sốc cầu, nó làm cho lạm phát lên thêm vé nữa. Cho nên lạm phát nó tăng lên rất là kinh khủng và thằng Mỹ nó giật mình. Nó bắt buộc nó phải siết lại. Trong 2 năm mà cái lượng tiền nó in gấp 10 lần lượng tiền trước đó, và không tới 2 năm nữa, 1 năm mấy à, bắt đầu nó phải căng lãi suất để nó thu bớt tiền này lại. Tại vì bây giờ mà thằng này nó căng lãi suất nè, thằng Mỹ nó căng lãi suất nè, thì có phải lạm phát nó giảm không? Giá cả hàng hóa giảm, đúng không? Giá cả hàng hóa giảm, lạm phát nó siết, nó hút bớt tiền ra, thì lúc này tiền nó không còn là tiền rẻ nữa, mà là tiền đô la Mỹ nó đang có giá trị. Tiền đô la Mỹ nó đang có giá trị. Tiền càng lúc càng ít dần thì tiền nó càng có giá. Vậy lúc này tiền nó đang có giá đúng không? Trung Quốc open mở cửa, lấy hàng, đổi tiền. Nhiều người người ta không biết về vĩ mô, người ta nói Trung Quốc sao nó khùng quá. Thế giới này người ta mở cửa hết rồi, Nhật Bản mở cửa rồi, Thái Lan mở cửa rồi, Covid không là vấn đề gì nữa rồi. Ai cũng mở cửa, Trung Quốc mở cửa du lịch rất là ngon. Trung Quốc rất là mạnh về du lịch. Nhưng tự nhiên bây giờ chơi cái trò đó hoài chi? Mất doanh thu à, nó không có mất doanh thu đâu các bạn. Nó mất cái này mà được cái khác. Lực ha, nó đợi đến cái lúc mà thằng Fed nó cứ tăng lãi suất đến một cái ngưỡng nào đó mà vừa phải rồi, gần như là đáy rồi á, thằng này nó mở cửa, nó lấy hết hàng hóa của nó để đi đổi cái đô la đang có giá ngoài thị trường về. Sau khi nó tích trữ được một cái lượng đô la đang có giá ngoài thị trường rồi, cái dự trữ ngoại hối nó lại gia tăng, nó dùng chính cái dự trữ ngoại hối đang có giá này, nó dùng chính cái này nè, nó đi tài trợ cho những cái nước đang nghèo và sắp nghèo. Ví dụ như Campuchia, các bạn qua Campuchia các bạn sẽ thấy là có nguyên hầu như là người Trung Quốc rất là nhiều và đầu tư bên đó rất nhiều. Bên đó nhiều lắm. Thậm chí có những cái bất động sản ở Campuchia, người Việt Nam không được quyền mua, người nước ngoài không được quyền mua. Người Campuchia không được quyền vào, nhưng người Trung Quốc được quyền mua và sở hữu ở đó, cấm người Campuchia vào luôn. Đó. Cho nên Trung Quốc nó tận dụng một cái nguồn tiền này rất là hay. Cái bước đi của nó là cái tầm nhìn xa, tầm nhìn vĩ mô. Nó đi nhịp nhàng. Ok chưa? Rồi, để xem có câu hỏi nào nữa nè.